số gái thì chúng tôi cũng đều phải hỗ trợ chia sẻ công tác quản lý với họ. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ. Chương trình thí điểm mô hình hợp đồng xã hội đã cho thấy những bước tiến quan trọng để từng bước tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức xã hội và công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam và hướng đến kiểm soát dịch vào năm 2030. Về kế hoạch sắp tới trong lộ trình thí điểm hợp đồng mua sắm dịch vụ phòng chống HIV/AIDS với các tổ... Vâng, em xin chào tất cả các bác đam mê radio cassette trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhá. Hôm nay chúng kia em xin giới thiệu với các bác một chiếc Latina C50 hàng ba cục, một trong những cái model rất nhỏ bé nhưng em hứa cam kết các bác là có võ. Vâng. Trái tim tôi bây giờ